Vậy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên cả nước ha. Hôm nay là ngày 28 Tết âm lịch, quý cô chú anh chị. Kênh cũng xin chia sẻ giao lưu cùng quý cô chú anh chị các bạn một cây mai xù nha. Đó, một cây mai xù mà cây mai lớn, tàn lớn nha quý cô chú anh chị, hoành lớn luôn, đế khủng luôn. Cây này nó cái này tầm chiều cao nhiêu vậy anh Tý? Cái mai xù này á chiều cao nhiêu vậy? Chiều cao nó cỡ 3m7 á. 3m7 tán ngang cỡ nhiêu anh? Cỡ 3m5. Dạ 3m5 ha. Rồi bây giờ em vô gặp anh Tý luôn nha cô chú anh chị nha. Dạ. Em xin chào luôn nha anh Tý ơi. Rồi. Dạ. Rồi anh cho em thông số cây này ha. Rồi. Cái này mình chia sẻ giao lưu cùng cô chú anh chị nha. Nếu mà được thì mình giao lưu luôn nha cô chú anh chị. Một cây xù duy nhất tại Cần Thơ, cây cao tàn lớn nha cô chú. Hoành 73. Dạ hoành 73. Cây này có bứng rồi, mới con tàn xương lại á. Dạ. Anh thử bông hôm nay ít lắm. Tổng hoành đế lớn lắm nha cô chú nha. Cây xù mà đế khủng nha cô chú anh chị. Đế tầm 2 mét. Cẩm 200 nha cô chú anh chị. Cái này mình giao lưu nhiêu vậy anh Tý? 250. 250 nha. Cây này chờ thoát thân, anh cho em cái thoát thân thử anh Tý. Thoát thân là 85 nha cô chú. 66 à. 66. 66 à. 66. Thoát thân là 66. Cây này bông đẹp nha cô chú anh chị. Cây xù bông đẹp luôn. Bông gọn số còn đánh này. Đây mai xù bông đẹp nha cô chú anh chị. Bông thì màu vàng đậm ha cô chú ha. Tại vì cây này mới con tàn. Cây này không có hy vọng gì chứ ha. Trước ta tán ngang bây giờ ta nó lên không có vọng gì hết. Tiền bon hết. Này hết. Mặt bít liền xẹo luôn nha cô chú. Trên đây nó xù quá chừng luôn. Cái này xù là như là 100% là xù hết cái phần thoát thân này phải không anh Tý? Ờ. Cái dạng chi của nó chỗ này nó xè ra rất là đẹp nha. Tại vì hồi xưa chắc chủ tán ở đây cho nên nó xè chi chỗ này nó nu chú bò luôn. Cái này xù chảy nha cô chú anh chị. Dạng đế rất là đẹp ha. Rồi nó có một cục nu cục trứng. Để bên này nó như móng rộng luôn. Có thế này nè. 4,5 triệu đâu. Ở vô bờ hồ nó bán á. Mới vô lấy cây đại xíu đi. Rồi như nó xù gân lên luôn nha cô chú anh chị. Cây xù khủng ha. Rất là đẹp luôn. Bữa nay nè hơi tối nha cô chú anh chị. Đây, nó lên xù tới trên cái chi này luôn nha cô chú nha, một vệt luôn ha. Nãy nói cái này giao lưu như em quên rồi anh Tý. Anh Tý, nãy nói cái này giao lưu như em quên tiêu rồi. 250. 250 nha cô chú anh chị. Một cây duy nhất tại Bến Ninh Kiều nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thể đến tham quan ngay trên cổng Ủy ban dân thành phố Cần Thơ ha. Cái tàn của nó nè.
giờ em đi sơ một dàn tàn cho cô chú anh chị xem nha. Dàn xương rất là đều luôn nha cô chú chị, dàn xương lớn á, rất là đều luôn. Cái này mà nó kín tàn lại là bông nở rất là phê luôn nha cô chú ha, bông đẹp đấy. Kỹ là xíu cho cô chú xem một số chỗ nữa nha. Gần thân nó lên ha cô chú anh chị, nó xù ha, nó gần luôn nha. Cái chỗ này nó nở ra cũng lớn lắm rồi cô chú anh chị ơi, bít hết trơn luôn nha. ₹250 mua quý cô chú. Bây giờ không biết sao mà quay được bông ở trên ta, đứng lên chậu cũng được, con chùm nha cô chú. Chùm đây, mặt bông của nó này nha cô chú. Rồi em xin kết thúc video luôn nha cô chú anh chị ha. Em cảm ơn anh nha anh Tý. Rồi cảm ơn anh ơi. Dạ anh cho anh số điện thoại cái nữa đi anh. 0939 dạ. 109073. Dạ. Rồi cái mai sù 250 anh ha. Dạ. Rồi em cũng xin kết thúc video luôn nha cô chú anh chị nha. Bây giờ em đi cho cô chú anh chị xem sơ khảo qua luôn ha, một số cây mai tàn lớn này tầm giá tự nhiên tới nhiêu nha anh? 30 ba mấy, 40 năm mấy có. Cây thì cao khoảng từ 3 mét trở lên không rồi nha cô chú anh chị. Đó, như cây em đang quay cây này là nhiêu danh tí? Cây này nhiêu anh? Cây này 28 triệu. 28 triệu ha. Nó bông siêu bông luôn, bông chùm luôn. Nở vàng rực rỡ luôn. Xíu nữa em sẽ quay một clip cho cô chú anh chị xem ha. Giờ em đi cho cô chú anh chị xem tổng quan cái điểm của anh Tý nha cô chú anh chị. Cây tàn thông. Cây lớn không mình nha cô chú chị nha. Như cây này cây cũng tàn lớn luôn, rất là đẹp luôn. Có hai cây là cực đỉnh luôn nha cô chú. Cô chú chị có thể đến xem giao lưu ủng hộ nha cô chú chị. Mình sưu tầm những cây quýt về cho gia đình mình ha. Yeah.
là mới có 1 năm một mà. Dạ, mới có 1 năm. Đặc, cái dáng bonsai của nó là chuẩn bonsai đặc biệt luôn á. Gốc mai vàng này chắc chỉ con gốc duy nhất mà mình thấy nha cô chú anh chị. Đó giờ mình mới quay thì chỉ con gốc này nó đẹp đặc biệt ha. Cô chú anh chị phải liên hệ với anh Tý đây ha.